Thưa quý vị, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam về sự kiện chế biến món ăn và trưng bày các sản phẩm từ trái dừa sáp Cầu Kè nhiều nhất Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đơn vị tổ chức hội thi Món ngon chế biến từ dừa sáp. Hội thi Món ngon chế biến từ dừa sáp có sự tham gia của 15 đơn vị với 80 thí sinh đến từ các đội đại diện cho đơn vị Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Doanh nghiệp và người dân các xã, phường, thị trấn trong và ngoài huyện tham gia. Các đội lựa chọn và sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ tại địa phương để chế biến món ăn đặc trưng từ dừa sáp như kim tiền nướng bơ dừa sáp, curry gà dừa sáp, gỏi dừa sáp tép trấu, bánh bông lan dừa sáp, chè trôi nước đậu đỏ dừa sáp, xôi dừa sáp sợi, dừa sáp dầm xoài, rau câu dừa sáp, bánh dinh dưỡng dừa sáp vị bí đỏ, kẹo dừa sáp vị nấm linh chi. Theo ban tổ chức, sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam với 100 món ngon từ dừa sáp tại Festival 100 năm dừa sáp đã khẳng định giá trị và sự đa dạng của dừa sáp, tôn vinh sự sáng tạo của cộng đồng địa phương. Thành công của sự kiện lần này không chỉ làm nổi bật hình ảnh dừa sáp mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch và kinh tế cho tỉnh Trà Vinh. Ngày 29 tháng 8, tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh Hành động vì đại dương xanh với 10 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Cuộc thi ảnh với chủ đề Hành động vì đại dương xanh nhằm cảnh báo thực trạng ô nhiễm nhựa, tình trạng lạm dụng nhựa và ý thức của con người trong xả rác bừa bãi, gieo cái chết trắng cho đại dương, đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân trong những năm qua đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa trong cuộc sống và ảnh hưởng đến đại dương. Sau hơn 2 tháng phát động, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Các tác phẩm ảnh đã thể hiện khái quát bức tranh về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam đang bức tử đại dương để cộng đồng và mỗi cá nhân cùng nhìn nhận lại hành động của mình, trách nhiệm với biển cả, tài nguyên sinh vật dưới đáy đại dương. Chiều ngày 29 tháng 8, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 khai mạc triển lãm với chủ đề Từ cửa Hàn hướng đến thành phố đáng sống. Đây là cuộc triển lãm tài liệu lưu giữ với mục đích giới thiệu tới đông đảo công chúng về các nguồn tài liệu lưu trữ và giá trị đặc biệt quan trọng của chúng trên nhiều phương diện. Triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 6 tháng 9. Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu Đà Nẵng xưa và nay. Đà Nẵng xưa giới thiệu tài liệu và hình ảnh giai đoạn từ triều Nguyễn đến năm 1975, gồm các nội dung chính như Thành Điện Hải, Cảng Đà Nẵng chống quân xâm lược phương Tây, nhượng địa Pháp, Đà Nẵng dưới sự quản lý của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đà Nẵng dưới triều Nguyễn độc lập gồm tư liệu về Liên quân Pháp, Tây Ban Nha, tấn công Đà Nẵng và Đà Nẵng giai đoạn 1945-1975. Phần Đà Nẵng ngày nay giới thiệu tài liệu và hình ảnh từ ngày giải phóng 29 tháng 3 năm 1975 đến ngày nay, đặc biệt cung cấp tài liệu lưu trữ về Đà Nẵng trong hai giai đoạn, Đà Nẵng, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và Đà Nẵng, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau gần 30 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh tại khu vực miền Trung và cả nước.